có rất nhiều thách thức mà hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta phải đối mặt ngày nay, nhưng không thể phủ nhận nhiễm trùng huyết là một trong những thách thức quan trọng nhất. Nhiễm trùng huyết luôn được coi là một trường hợp cấp cứu y tế và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại các bệnh viện, với 270.000 người chết vì nhiễm trùng huyết mỗi năm, nhiều hơn cả ung thư vú. Ung thư tuyến tiền liệt và sử dụng quá liều opioid cộng lại. Một và ở những bệnh nhân sốc nhiễm trùng, tỷ lệ tử vong được chứng minh là tăng 7,6% cho mỗi giờ chậm bắt đầu điều trị bằng kháng sinh thích hợp. Hai, như tên cho thấy, nhiễm trùng máu xảy ra khi nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm trong máu. Mặc dù nhiều loại nhiễm trùng có thể gây ra nhiễm trùng huyết, nhưng nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra nhiễm trùng huyết thường gặp nhất. Ba, các mầm bệnh được xác định thường xuyên nhất phát triển thành nhiễm trùng huyết bao gồm Staphylococcus aureus, Escherichia coli và một số loại Streptococcus. Ba, với mỗi phút là điều cốt yếu khi điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã biết nhiễm trùng huyết. Điều quan trọng là các nhóm chăm sóc sức khỏe phải sắp xếp hợp lý việc chẩn đoán nhiễm trùng máu để nhanh chóng cung cấp dịch vụ chăm sóc thích hợp. Cấy máu là một bước quan trọng trong quản lý nhiễm trùng đường máu, và cấy máu dương tính xác định hoặc xác nhận rằng có căn nguyên lây nhiễm cho bệnh của bệnh nhân. 4. Với việc xác định vi sinh vật dứt điểm đôi khi mất vài ngày, bác sĩ lâm sàng và chuyên gia xét nghiệm cần các giải pháp chẩn đoán có thể cung cấp kết quả chính xác càng nhanh càng tốt để tăng cơ hội sống sót của bệnh nhân. Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể trong công nghệ chẩn đoán, dẫn đến sự phát triển của các hệ thống có thể cung cấp kết quả nhanh hơn, chính xác hơn so với các hệ thống trong nhiều thập kỷ trước. Một trong những hệ thống đó là hệ thống cấy máu hoàn toàn tự động BACT Alert thương hiệu đã đăng ký bảo hộ VIATUO thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của BioMérieux. Với khả năng nạp và dỡ chai tự động, độ ổn định nhiệt cao và các thuật toán phát hiện độc quyền, VIATUO đã được chứng minh là mang lại thời gian cho kết quả nhanh hơn trung bình 20% so với hệ thống cấy máu thông thường, với một số sinh vật được phát hiện nhanh hơn tới 11 giờ. 5. Thể tích máu thu được cho mỗi bộ cấy máu bao gồm một chai hiếu khí cho các vi sinh vật kỵ khí, hiếu khí và kỵ khí, và một chai kỵ khí cho các vi sinh vật kỵ khí, và kỵ khí là biến số quan trọng nhất trong việc phục hồi vi sinh vật từ bệnh nhân với nhiễm trùng máu. 6. Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng các chai cấy máu thường xuyên bị lấp đầy, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi của vi sinh vật. Một đánh giá năm 2016 cho thấy một loạt các tần suất xảy ra đối với các chai chưa đầy, từ 28% đến cao nhất là 97,7% các chai được lấp đầy. 7. Để giúp chống lại thách thức này, hệ thống VIATUO tự động đo thể tích mẫu cho mỗi chai cấy máu người lớn được nạp vào và cung cấp thông báo ngay lập tức nếu chai đó bị đầy hoặc quá đầy. Hỗ trợ nhân viên phòng thí nghiệm hành động nhanh chóng để vẽ lại mẫu cấy máu nếu cần. Khi kết quả cấy máu được xác định là dương tính, nhân viên phòng thí nghiệm sẽ thực hiện các nghiên cứu gần đây kết hợp các công nghệ chẩn đoán tiên tiến mới hơn cho thấy sự cải thiện rõ ràng trong một số kết quả liên quan đến cả việc chăm sóc bệnh nhân và sử dụng kháng sinh thích hợp. Một nghiên cứu năm 2015 đã xem xét điều gì xảy ra sau khi cấy máu dương tính và so sánh giữa nhận dạng thông thường với nhận dạng nhanh ở đây. Bảng BioFIRIBCID từ BioMérieux so với nhận dạng nhanh, một lần nữa, bảng BioFIRIBCID với can thiệp quản lý kháng sinh. 8. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc kết hợp một phương pháp xác định nhanh chóng làm giảm việc xử lý các chất gây ô nhiễm trong quá trình cấy máu và sử dụng liệu pháp kháng sinh phổ rộng, đồng thời tăng cường sử dụng kháng sinh phổ hẹp. Hơn nữa, việc bổ sung can thiệp quản lý kháng sinh đã rút ngắn thời gian để giảm bớt hoặc leo thang kháng sinh thích hợp. Trong hội thảo trên web sắp tới về hợp lý hóa việc chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng qua đường máu trong thời đại công nghệ do BioMérieux tổ chức vào ngày 22 tháng 3, tiến sĩ Rosemary C. của Trung tâm Y tế Cách của USC sẽ thảo luận về tầm quan trọng của cấy máu và xu hướng dịch tễ học trong nhiễm trùng máu như chúng liên quan đến nhu cầu chẩn đoán hiện tại. Tiến sĩ cô ấy cũng sẽ thảo luận về cách những cải tiến trong hệ thống cấy máu và kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm của cô ấy với VIATUO có thể dẫn đến cải thiện quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm và hỗ trợ cải thiện chăm sóc bệnh nhân.
Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé.